Bữa nay mình đi ăn xa một chút đi. Mình sẽ ăn bò. Mình thích ăn bò mà. Rồi. Chỗ này là Stitch nha. Stitch Bean. Stitch Bean. Khúc qua Phạm Văn Trị với gần Phạm Văn Đồng. Dạ tư luôn, có anh chị Phạm Văn Đồng. Quán khổng lồ luôn. Rồi. Mình kêu hai phần, một bò sốt tiêu đen và một bò lúc lắc. Mỗi người mỗi món, mỗi vị khác nhau. Rồi mời các bạn cùng tham khảo menu nha. Lắm nha, nhìn ra đường rồi xe chạy, rồi ở trong đây thì chiếc nhạc du dương, có những món ăn là rất là cao cấp, nhưng mà giá thì bình dân, khoảng 70.000 phần thôi. Nhưng mà thịt bò như vậy mà có 70.000 à, nguyên một miếng bò khổng lồ đó. Bò bự lắm. Ừ, với rau rồi kia nữa, rau trang trí thì đẹp mắt. Đây nước ngọt mà bỏ bạc ly như thế này đây mà đã là thấy là nhìn rất là đẹp, như là thấy ngon rồi đó, chưa kịp uống nữa, nhìn thấy mắt rất là bắt mắt. Giòn ngon ha. Bánh mì ở đây nó nhỏ nhưng mà rất là đặc thù. Nó giòn cái chiếc sốt rọt. Khoai tây ở đây là khoai tây chiên theo dạng cục. Nó trộn với muối nữa. Bò mềm nè. Ở đây là có hành tây. Bò lúc lắc lúc lắc. Nhưng mà cái nước sốt này ngon lắm nha, nó không có giống như bò lúc lắc mà mình ăn mấy ở tiệm khác. Này có thêm một miếng rau nữa nên cho các bạn khỏi bị nghén. Bò lúc này ngon chứ ha. Ừ. Nó mềm, thịt bò nó mềm nên là nó vừa ăn chấm bánh mì ăn cũng rất là. Một phần thì là 70.000. Bò nó mềm lắm đó. Miếng bò bự mà nó ngấm gia vị. Với lại mấy cái nước sốt đó. Nó dày. Không gian quán thì vừa đủ. Giá cả phải chăng 70.000 đồng phần. Nó lạnh rồi mát mẻ. Ngay cái góc Phạm Văn Đồng với lại Phạm Văn Trị nha. Nước sốt nhiều ha. Cái miếng thịt đậm, nước sốt những vậy thôi, ngon. Theo khoa học nghiên cứu là thịt bò nếu như những em bé nhỏ ăn là sẽ phát triển chiều cao đó. Buổi chiều thì các bạn sẽ ăn gì nè? Các bạn sẽ chọn những món gì? Các bạn chỉ cho Thảo Ca với. Để gia đình Thảo Ca cùng các bạn review món ăn ha. Rồi. Khoai tây. Nó trộn miếng muối ăn mặn mặn nhẹ, bỏ bò cắt nó vẫn còn chưa, nó không phải là nó chín quá mức mà cũng không phải là nó còn sống,
bò ngọt lắm các bạn ơi. Thêm một miếng cà chua nữa cho đẹp da mặt nha. Đó, khi nào hơi ngán ngán cái uống miếng nước Pepsi đã cháy. Đó, bò vừa chín vừa mềm chứ không phải là ngọt lắm, bò nó ngọt. Cái sạc gì ta? Sạc Thái. Sạc Thái. Cái màu vàng cũng cái sạc luôn hả? Đúng rồi. À, ông bắt 200 con cái sạc luôn đi. Đây, ba con bắt tới 7 con rồi nè. Ai hay bắt con bên đây đi ông. Còn con này? À, cái đó là con... Ông bắt cá muốn, cá muốn. Cá muốn. À, bắt được 2 ly hả? Cá phun ly. Còn bên đây? Còn bên đây, cái này cái gì ta? Đâu? Cá là cá uyên ương. Uyên ương. Rồi em này. Ông Tiên. Hả? Cá ông Tiên. Ông Tiên.